Bạn có biết bí thuật gì để biến những nhan sắc tàn phai được sống lại như thời kỳ xuân trẻ? Nó tiếp tục tăng sinh collagen và làm săn chắc da cho chúng ta. Không đau gì cả. Có đau gì không chị ơi? Bình thường ha, không có cảm giác gì ha. Công nghệ Deep Smart Laser 5.0 của thẩm mỹ viện Gangwu thắt chặt các vách ngăn liên kết, kích thích tăng sinh collagen lên đến 100 lần. Có tia laser dẫn đường giúp đích đến chính xác, luôn lách qua nhiều vị trí khó, không gây mê, không phẫu thuật, hoàn toàn không làm tổn thương mạch máu và dây thần kinh. Công nghệ Deep Smart Laser 5.0 của thẩm mỹ viện Gangwu đang là công nghệ tiên phong tại Việt Nam, mở đầu cho tương lai căng da mặt không phẫu thuật. Với tác dụng mạnh mẽ của tia laser và sóng RF, hiệu quả nâng cơ chảy xệ cao gấp 100 lần so với các phương pháp cũ trên thị trường. Lựa chọn một phương pháp đến từ tương lai để trở thành một khách hàng thông thái.